Hello, 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 welcome back to my channel. Hôm nay Hào sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn cách làm healthy snacks tại nhà với những cái nguyên liệu rất là dễ dàng và dễ tìm. Trong cái mùa quarantine này á, thì chắc chắn là mình sẽ ở nhà rất là nhiều. I mean, dĩ nhiên là mình sẽ ở nhà rồi. Và các bạn biết là Hào ở nhà là chỉ có muốn tìm cái những cái gì để mà ăn, để mà bỏ vào miệng và nhai nhóp nhép trong những thời gian rảnh rỗi này thôi. Thế là nếu mình càng ăn á, thì mình sẽ càng lên cân. Và chắc chắn một điều là phải giữ cân cái mức mà mình muốn. Nhưng mà làm sao đây nếu mà chỉ nhà chỉ có ăn cơm rồi ăn những cái snacks là unhealthy. Thế là họ đã lên internet và tìm được một cái công thức mà họ muốn chia sẻ với tất cả các bạn trong ngày hôm nay đây. Và rất là dễ làm và cũng rất là nhanh nữa. Bây giờ họ sẽ share với tất cả các bạn và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ cần những nguyên liệu sau đây: 2 trái chuối, 80g oat. Ở đây họ có hạt dẻ cười nhưng mà các bạn có thể sử dụng raisin là nho khô hoặc là những loại hạt khác mà các bạn có. Một cái tô lớn để chúng ta sẽ trộn vào một cái nĩa. Trước tiên là chúng ta sẽ lột chuối ra và bỏ vào tô. Mình sẽ lấy cái nĩa dầm cho chuối nát ra. That's good. To my covers, where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper, not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. Để các bạn thấy là đã dầm hay rồi, mình không có cần phải làm nát quá nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ oats vào. Chúng ta quậy đều lên. Khi mà các bạn thấy những cái nguyên liệu này trộn đều, nó quết lại với nhau vậy thì được rồi. Một thành phần nữa mà các bạn có thể thêm vào đó chính là bột quế. Cái này nó sẽ làm cho cái vị của nó thơm hơn và nó sẽ trộn lẫn về cái mùi chuối cũng như là oat và những cái hạt. Như vậy là đủ rồi. Thì mình sẽ trộn đều. Và sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ chỉ đem đi nướng thôi. Trong thời gian này các bạn sẽ mở lò là 350 độ F. Không biết đổi sao, lát này họ sẽ bỏ cái độ nhiệt độ đổi ra cho các bạn ở dưới nhé. Rồi mình sẽ có cái khay để mà nướng. Rồi trong cái này thì các bạn chỉ cần múc ra mình nắng lại khoảng một viên nhỏ như vậy thôi. Bạn thấy không? Rồi mình làm cho nó dẹp ra.
Các bạn nào ở nhà mà các bạn muốn làm vo viên lại á, thì các bạn vẫn có thể vo viên được. Một lát nữa họ sẽ tính những cái macro là bao nhiêu protein ở trong này và bao nhiêu carbs trong này cho các bạn. Bởi vì đây là những cái healthy snack thì các bạn sẽ có một cái lượng protein cũng là khá ok, cũng như là lượng carbs mà không có nhiều. Tại vì oats là good carbs, hoặc là banana cũng là dạng good carbs, cũng như là cái những cái dạng nếu các bạn mà bỏ vào nuts là những cái dạng hạt á, thì nó là một cái nguồn protein rất là tốt. Nên đây là một cái dạng mà high protein snacks mà rất là dễ làm các bạn, chỉ có vài phút thôi. Các bạn không cần phải làm cho nó đẹp quá đâu, bởi vì một lát cái chuối nó đã làm dính mấy cái này lại rồi. Một lát nữa các bạn nướng lên á thì nó sẽ tự dính lại với nhau. Không, cái này mình sẽ làm được 4, 5, 8. Thầy nghĩ là bao nhiêu đây thì mình sẽ làm được khoảng mười mấy cái là đủ rồi. Mà chỉ có tốn chắc 15-20 phút rồi. Thời gian này rảnh nhà làm cái gì? Nhà làm những cái healthy snack để mà mình có thể nhâm nhi một ly old fashion chẳng hạn, rồi ăn những cái này mà sẽ không có bị mập. À đừng quên là workout nhé. Tại vì các bạn mà không workout là vẫn sẽ bị mập như thường. Bởi vì nhớ cái video họ nói trước đó, khi mà cách giảm cân đó, là cái lượng calo mình bỏ vào người và cái lượng calo mình thải ra thì nó phải, lượng calo thải ra thì phải nhiều hơn là bỏ vào người thì mới giảm cân được, mới giữ được cái dòng eo hoặc là vóc dáng. Ok, họ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cái các bạn ạ. À nếu các bạn mà muốn thì các bạn có thể cho một chút xíu muối vô để nó đầm cái vị của nó lại, nhưng mà cũng không có bắt buộc lắm. Và bây giờ mình sẽ đem cái này đi nướng. Mình gỡ cái bao tay ra. Các bạn bỏ trong lò nướng và chỉ đợi 15 phút là chúng ta đã có món snack rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nhé. Mười lăm phút đã trôi qua và healthy cookies chúng ta đã ready, các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử nhé. Rất là thơm các bạn, cái này nó thơm mùi chuối nè, rồi oat nữa, rồi có cái mùi cinnamon hồi nãy họ bỏ vào các bạn. Họ nghĩ là họ sẽ recommend các bạn bỏ cinnamon vô cho nó thơm. Rất là giòn, không có ngọt, mà cắn vô cái mùi đậu nó rất là bùi, và cái mùi cinnamon làm nó rất là thơm nữa. Cái chuối đó, nó quện với lại cái oat, cũng hơi dẻo dẻo và giòn giòn, rất là ngon. Nếu nghĩ đi, ngày ở nhà mà ăn cái này buồn buồn chắc ăn hết một dĩa. Vậy là trong vòng 15 phút mà chúng ta đã có một cái dĩa healthy snacks này, rất là nhiều protein, good carbs và ăn rất là ngon, giòn tan trong miệng. Thì các bạn thử ở nhà làm và để lại những comment cho Hào nhé, để xem các bạn có thích không. Hào sẽ để cái recipe của mình ở dưới trong cái description box. Và nếu các bạn ở nhà mà có làm á thì nhớ là hashtag Hello Hào Cookies nhé. Rồi sau đó là post on Instagram hoặc là Facebook để cho Hào biết nhé các bạn. Và nếu các bạn có thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào các bạn nghĩ gì về cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. To my covers, where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer. Hôm nào sẽ hướng dẫn các bạn làm. Ủa, chị đi tắm à?